Thôi, đi vô trong thay đồ nha. Nghe lời anh Thương. Anh thôi đi, em đâu phải là con gái của anh đâu. Thôi, bà nha, em tới rồi. Anh đợi em có lâu không? À, anh mới tới thôi à. Em đi với ai vậy? Bạn em á. Anh nghĩ á, lần sau em đừng đi với bạn đó nữa. Sao vậy? Anh ghen hả? Nhìn nó vậy thôi chứ nó con gái á. Không có, tại anh thấy em thân thiết quá, sợ em bị gạt thôi à. Em biết rồi, đừng ghen nữa nha, mình đi ăn đi. Bạn gái anh coi gì mà vui vậy? Sếp em mới khen team em á, là dự án của team em được khách khen quá trời luôn. Bạn gái anh giỏi dữ ta. Tất nhiên rồi, em mà. Vậy thôi, tối nay mình đi ăn mừng đi. Tối nay hả? Hôm mai đi. Tối nay á, sếp hẹn team tụi em á đi ăn rồi. Vậy thôi, tối nay anh sẽ đưa em đi ăn với sếp, xong 8 giờ anh rước em về. Cái gì 8 giờ? 8 giờ sớm lắm, cho tụi em đi trễ trễ chứ đi. Mấy này nó dây thùng dữ lắm luôn á. Vậy thì em tìm lý do ở nhà đi, giờ đó khuya rồi. Lâu lâu mới đi mà, cho em đi đi. Nhưng mà như vậy kỳ lắm. Thôi mà, một á là em hẹn team em đi sớm sớm, còn thôi á thì tìm lý do ở nhà. Nghe lời anh đi, anh Thương nha. Anh, em mới mua cái đầm mới nè, em mới mua đi đám cưới bạn á. Đẹp lắm. Em mặc cái gì kỳ vậy? Em thích mặc này đi ra đường á hả? Không sao đâu, em thấy đẹp mà, đẹp đúng không? Cái này á là mẫu mới nhất á, quen đám em ai cũng có một cái hết á. Anh thấy em mặc không có giống ai chứ á. Một á là em đi thêm cái quần vô, hoặc là đi thay bộ khác luôn. Em mặc như vậy anh không cho em ra ngoài đâu. Nghe lời anh đi. Cuối tuần mà em đi đâu giờ này mới về vậy? Anh gọi điện nhắn tin cho em suốt mà em cũng không trả lời luôn. Em đi cà phê với mấy đứa bạn thôi à. Do điện thoại em để chế độ im lặng á nên không có biết anh gọi. Nhưng mà em cũng phải nói cho anh một tiếng chứ. Hồi sáng em thấy anh ngủ say quá nên không có nỡ gọi anh vậy. Anh nói với em bao nhiêu lần rồi, em đừng có đi chơi với những người đó nữa. Em toàn học thói hư tật xấu không à. Rồi ăn mặc như thế này ra đường nữa, không giống ai hết trơn á. Thôi, đi vô trong thay đồ nha. Nghe lời anh Thương. Anh thôi đi, em đâu phải là con gái của anh đâu. Sao lúc nào anh cũng bắt em phải nghe theo lời anh hết vậy? Lúc nào cũng bắt em phải tuân theo luật lệ mà anh đề ra hết. Em cảm thấy khó thở khi mà cứ sống như vậy hoài. Em nghĩ là em cần suy nghĩ là chuyện của mình á. Em về nhà trước đây.